Xin chào mừng các bạn đã đến với D-Channel. Vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, Acer đã chính thức giới thiệu với truyền thông trong nước về những dòng laptop mới với hiệu năng đồ họa cực khủng dành cho dân creator. Và hãy cùng mình tìm hiểu về những chiếc laptop đặc biệt này nhé! Đầu tiên sẽ đến với món ăn ngon nhất luôn, đó chính là Concept D7 Acer Pro. Concept D7 Acer Pro là laptop sở hữu ngôn ngữ thiết kế xoay gập cùng với bản lề Acer độc đáo, phù hợp với những người làm sáng tạo chuyên nghiệp và yêu cầu hiệu năng cực kỳ cao. Chi tiết hơn về phần thiết kế thì chiếc máy này sở hữu hệ thống bản lề linh hoạt cơ động, có thể tùy chỉnh được nhiều góc khác nhau, tạo nên 5 tư thế sử dụng riêng biệt, phù hợp với nhiều chức năng khác nhau. Từ truyền thống đến tạo thành một mặt phẳng để tiện dụng hơn trong việc sáng tạo, hoặc là tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo cho việc tương tác với màn hình cảm ứng. Laptop này thì sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm 15,6 inch, độ phân giải là 4K, được chứng nhận Pantone Validate cho khả năng hiển thị hình ảnh và màu sắc cực kỳ chuẩn. Đi kèm với đó là bút Wacom EMR với 4096 cấp độ nhạy riêng dành cho các tác vụ phác họa bản vẽ. Về sức mạnh thì máy được trang bị vi xử lý lên đến là Intel Xeon W10885M hoặc là Intel Core i7, card đồ họa cao nhất NVIDIA Quadro RTX 5000 hoặc là GeForce RTX 2060. Với cấu hình này thì người dùng có thể tự do làm việc và sáng tạo nội dung vô tận nhưng mà vẫn đảm bảo được hệ thống vận hành ổn định và mượt mà. Nhưng mà người dùng cũng không cần phải quá quan tâm về vấn đề nhiệt độ, bởi vì hệ thống làm mát của 7 Acer Pro nói riêng và Concept D nói chung là rất là tốt, giúp người dùng thoải mái sáng tạo trong thời gian dài mà không bị nhiệt độ làm ảnh hưởng. Tiếp theo sẽ là một phiên bản Concept D hướng đến phần đông người dùng sáng tạo hơn, Concept D3 Acer Pro. Đây là phiên bản cấp thấp hơn của Concept D7 Acer Pro, nhưng mà vẫn được trang bị bản lề Acer, giúp cho khả năng xoay gập màn hình theo nhiều góc độ khác nhau, phù hợp với mọi tình huống công việc. Thiết kế chất liệu gấm nung giúp cho máy bền hơn với môi trường và giữ được vẻ đẹp theo thời gian tốt hơn. Tuy nhiên, màn hình trên laptop này chỉ có độ phân giải là Full HD, cùng với kích thước là 15,6 inch. Ngoài ra thì nó vẫn đạt được chứng nhận Pantone Validate cho khả năng bao phủ 100% gam màu sRGB với dung size màu Delta E bé hơn 2. Máy sở hữu vi xử lý cao nhất lên đến là Intel Core i7, lựa chọn card đồ họa là NVIDIA Quadro RTX T1000 hoặc là GTX 1650 Ti. Concept D3 Acer Pro mang đến phong cách thiết kế tối giản của dòng sản phẩm Concept D. Đi kèm với máy vẫn là bút cảm ứng Acer Active Stylus có độ chính xác lên tới là 4096 cấp độ nhạy, phục vụ cho bất kỳ những công việc vẽ và phác thảo. Và cuối cùng đó chính là dòng sản phẩm cao cấp nhất và hướng đến một số nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp cụ thể, đó chính là Concept D9 Acer. Chắc chắn Concept D9 Acer sẽ có phần bản lề Acer độc đáo, mang đến sự tiện dụng nhất cho nhà sáng tạo. Thiết kế của máy cũng hầm hố hơn, với đường nét sắc cạnh. Phần touchpad thì được đặt bên cạnh bàn phím, tích hợp luôn numpad, giúp cho thao tác nhập số liệu cũng tiện dụng hơn. Về cấu hình thì chắc chắn sản phẩm này sẽ có cấu hình đỉnh cao nhất trong gia đình, nhưng mà vẫn chưa rõ phiên bản nào sẽ về Việt Nam, nên mình sẽ cập nhật đến các bạn trong một video khác nhé. Bên cạnh đó thì Acer cũng giới thiệu thêm máy tính bàn Concept D500 và màn hình Concept D CB1 và Concept D CB3. Thông tin chi tiết về cấu hình thì mình sẽ hiển thị trên màn hình, các bạn hãy tham khảo nhé. Tất cả các sản phẩm trên đều vẫn chưa có mức giá chính thức tại thị trường Việt Nam, nên nếu khi mà có mức giá cụ thể thì mình sẽ gửi một video đến cho các bạn. Còn bây giờ thì mình các bạn đã theo dõi hết video này nha. Các bạn đừng quên đăng ký, nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất từ D-Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.